phố đèn đỏ giữa ban ngày. Không cần đợi thành phố lên đèn, giữa ban ngày nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn ý ới cảnh chào mời khách của bướm ngày, các cô gái hành nghề mại dâm. Trưa ngày 26 tháng 10, tại khu vực gần công viên Hòa Bình, giao lộ Hùng Vương Nguyễn Chí Thanh, giáp danh giữa quận 5 và quả A10. Chúng tôi vừa tấp vào lề nghe điện thoại thì một bóng hồng chạy xe tay ga già lại mời mọc, đi vui vẻ nhé anh. Ba xị một nháy, 300.000 đồng, em bao phòng. Không thấy khách phản ứng, cô gái tiếp tục gạ một ông khách khác đậu xe gần đó, thỏa thuận giá cả rồi cả hai rồ ga thẳng đến điểm đáp. Những phố bướm ngày. Hàng ngày, đoạn đường Nguyễn Chí Thanh dài khoảng 500 mét, từ công viên Hòa Bình đến giao lộ Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Phương, nhộn nhịp cảnh lượn lờ của các cô gái hành nghề mại dâm. Ông Sáu, chạy xe ôm tuyến đường này, kể mấy cô gái này bắt đầu đi khách từ sáng sớm đến chiều tối. Họ cứ rảo xe máy qua lại bắt khách, lúc trước chỉ có về đêm, gần đây hoạt động rất rầm rộ từ sáng đến chiều. Theo ghi nhận, đoạn đường trên có 40 đến 50 bướm ngày, chạy đủ loại xe gắn máy và cả đi xe đạp hoặc đứng khép nép bên gốc cây ven đường chờ khách. Bắt đầu từ 7 giờ đến 8 giờ là những phiên chợ tình nhộn nhịp đến chiều tối để nhường lại cho các nhóm bướm đêm khác. Ông N. 5T, tổ viên tổ bảo vệ khu phố 5, phường 9, quận 5, nói, trước đây, lực lượng dân phòng đã phối hợp với công an giáo giết tuần tra vào ban đêm nên tình hình có giảm đáng kể. Nhưng hiện nay họ chuyển qua hoạt động khá nhiều vào ban ngày với phương thức chạy xe bám theo đón khách. Đường Lê Tuấn Mậu, Kinh Dương Vương, công viên Phú Lâm, quận 6, nhộn nhịp không kém khi mới gần 9 giờ đã có hàng chục cô gái đứng dưới bóng cây trèo kéo khách. Một cô gái tự xưng tên Lan giải thích gọn lỏn, giờ giấc gì, có khách là có tiền. Và lại dạo này nhiều ông có nhu cầu vào ban ngày, có cung thì có cầu thôi. Sáng nay đã có người mở hàng lúc 7 giờ sáng rồi đấy. Ngoài hai phố đèn đỏ kể trên, hơn một năm trở lại đây khá nhiều con đường khác thường xuyên xuất hiện gái mại dâm hoạt động vào ban ngày. Đó là khu vực gần nhà thiếu nhi quận 5, đường Hồng Bàng, công viên 23, 9 quận đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức, ngã tư An Sương, quận 12. Những bướm ngày này đủ lứa tuổi, hoạt động bắt đầu từ 6 đến 7 giờ đến 17 đến 18 giờ. Đối tượng khách chủ yếu là các ông ham của lạ muốn khám phá. Trước, trong và sau giờ đi làm cũng như sau chầu lai dai nhậu sớm, tiếp khách vào buổi trưa. Hối hả chạy ra. Trưa ngày 5 tháng 7, ông N. 5D, ngụ tại khu vực ngã tư giếng nước, Hóc Môn, sau khi dự tiệc cưới về đã vẫy một bướm ngày đang đi bộ ở quốc lộ 22, gần bến xe An Sương, đi vui vẻ với giá 200.000 đồng. Vào nhà nghỉ à trong một con hẻm tại ngã tư An Sương để chuẩn bị vui vẻ thì cô gái nằng nặc đòi nâng giá lên 500.000 đồng. Ông D. còn đang kỳ kèo thì cô ta giận dỗi bước ra đường. Khách vừa bước ra theo thì ngay lập tức đã có ba gã thanh niên mặt dô kè lấy, đấm dằn mặt ông D. ba cái và đề nghị đưa ngay số tiền mà bướm ngày đã yêu cầu, nếu không sẽ bị no đòn. Đoạn đường khá vắng, không muốn bị rắc rối, ông D. đành móc bóp đưa 500.000 đồng và thêm 200.000 đồng tiền xăng cho ba gã thanh niên để thoát thân. Ông Nguyễn Văn Hòa, nhân viên khách sạn MH gần công viên Phú Lâm, cho biết ông và đồng nghiệp thường xuyên chứng kiến cảnh khách và các bướm ngày vào đặt phòng trong ít phút thì cô gái đã mở cửa phòng hối hả chạy ra. Còn khách đầy tức tối rượt theo, có ông chỉ mặc mỗi quần cụt. Nguyên nhân thường là do khách bị lấy trộm tiền, tư trang khi vào phòng vệ sinh. Ông Lê Văn Thành, ngụ đường Cộng Hòa, Quy, Tân Bình, kể ông vừa phải giải cứu một người bạn trong bộ dạng trần như nhộng tại nhà nghỉ HM lúc 9 giờ ngày đầu tháng 8. Cô nàng lấy cả quần lót của bạn tôi, trong đó có ví tiền, điện thoại. Sau khi lấy dao kè cổ, lột sạch quần áo và còn đe dọa nếu chi hô sẽ không trả lại giấy tờ tùy thân, cô nàng vọt ra cửa và biến mất. Một tổ viên tổ bảo vệ khu phố 5 phường 9 quận 5 cho biết cách đây ít lâu, một nạn nhân đã đến chốt bảo vệ dân phố trình bày trường hợp bị gái bán dâm lừa tiền giữa ban ngày. Ông khách này sau khi chọn một cô trên đường Nguyễn Chí Thanh, đồng ý theo cô ta về phòng trọ để vui vẻ. Trong lúc cuộc vui chưa kịp bắt đầu thì một tay anh chị mai phục sẵn dưới gầm giường thình lình xuất hiện, cuỗng gọn hơn 10 triệu đồng. Ông này nhờ tổ bảo vệ dân phố truy tìm thủ phạm giúp nhưng đành chịu vì bóng chim, tăm cá, luật ngầm. Hầu hết cô gái hành nghề mại dâm ban ngày phải chịu luật ngầm giống như các cô gái hoạt động về đêm. Đó là phải có sự chăn dắt, bảo kê của các má mì, đại ca, đầu nậu. Ngỡ tôi, nữ phóng viên, là gà mới ở công viên Hòa Bình, một má mì tuổi trên 50 tiến lại nói, ban ngày cứ ra đây làm, má bao cơm và kiếm khách cho. Nhưng phải chia một nửa tiền cho má. Thời gian đầu phải đứng đây với má mới an toàn. Làm được thời gian, má sẽ thuê xe máy cho con đi bắt khách. Còn tại khu vực công viên Phú Lâm có 3 đến 4 đại ca chuyên chăn dắt các bướm ngày để trục lợi. Một đại ca tên Tùng thẳng thừng yêu cầu, em đứng đó coi chừng bị rạch mặt đấy.
biết điều thì ngoan ngoãn theo anh lo hết. Sau mỗi dù với khách thì chia lại cho tụi anh phân nửa số tiền là yên ổn hành nghề, lại được bảo vệ. Khách mà lỡ quớ sẽ bị tẩn một trận, nếu thấy con mồi ngon nhớ báo tụi anh để cùng xẻ thịt. Nhiều nạn nhân không dám trình báo. Công an quận 6 cho báo chí biết gái mại dâm ở khu vực công viên Phú Lâm có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người đi đường. Đa số đối tượng trên lợi dụng khách say xỉn, mất cảnh giác để ăn hàng. Trung tá Phạm Văn Nho, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 6, nhận định không ít nạn nhân sau khi bị trộm cướp, chấn lột tài sản đã không kịp thời báo công an vì xấu hổ, khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong quá trình điều tra.